hàng vì những chiếc khấu cao. Lý do tại sao thì bạn xem hết video này nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Nguyễn Quốc Trung. Và hôm nay mình chia sẻ cho bạn một cái kinh nghiệm trong vấn đề mà nhập hàng. Đó là khi mà ban đầu chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ nhận được chiết khấu chào hàng của nhà cung cấp rất là nhiều. Có những nhà cung cấp là chào hàng chúng ta chiết khấu là 30%, 40%. Chúng ta cảm thấy hấp dẫn đúng không ạ? Và khi chúng ta nhập hàng về rồi, những bạn nào kinh doanh rồi, các bạn có cảm thấy là tại sao mình không bán được giá đó không? Tại vì các bạn hãy hiểu như thế này. Giá nhà cung cấp đưa cho chúng ta là giá chiết khấu từ cái giá bán lẻ niêm yết của họ xuống cái giá nhập của chúng ta, thì họ thường chiết khấu 30-40% để cho cái đại lý cảm giác là thích nhập hàng, cảm thấy là được lời nhiều hơn. Nhưng mà khi mà chúng ta niêm yết giá bán lẻ như họ thì chúng ta không bán được hàng. Do là chiết khấu cao thì nhà nhà sẽ cạnh tranh nhau về giá, đúng không? Và lúc đó thì giá nó sẽ từ cái giá chiết khấu nó còn xuống gọi là giá thực của thị trường. Mình xin kể cho bạn nghe một cái câu chuyện này. Ví dụ mình đang nhập một cái hãng dụng cụ cầm tay, thì trong cái giá bán lẻ đề xuất của họ thì họ niêm yết cho mình và họ chiết khấu cho mình tới 40%. Wow, nghe 40% thật là hấp dẫn. Nhưng mà thực tế khi mà chúng ta làm một thời gian rồi, chúng ta nhận thấy là thị trường này chỉ bán chênh lệch lợi nhuận được khoảng 15% thôi. Đó là cái giá của thị trường. Nên là bạn phải tỉnh táo và phải hình dung trước khi bạn nhập một món hàng gì đó. Bạn hãy tìm hiểu xem là giá nhà chiết khấu, giá chiết khấu mà nhà cung cấp đưa cho mình như vậy và so với giá thị trường nó lại như vậy thì biên lợi nhuận thực của nó là bao nhiêu. Bạn thấy biên lợi nhuận này nó có đủ cung cấp cho bạn lực lợi nhuận hay không, cung cấp cho bạn đủ cái trang trải chi phí được hay không, thì bạn hãy tiến hành nhập hàng. Cái này nó cũng rất là dễ thấy trong những cái ngành xây dựng, nó gọi là thiết bị vệ sinh. Thường thường bạn vào á, bạn nhìn giá catalog của nó rất là cao, nhà cung cấp nó sẽ chiết khấu xuống cho bạn rất là nhiều. Nhưng thực tế thị trường ở ngoài chúng ta bán thì nó không được chiết khấu cao như vậy. Bạn hãy lưu ý. Và đây là một cái bài học dành cho các bạn, là có nhiều nhà cung cấp sẵn sàng chiết khấu cho bạn 50-60% luôn để mà gia tăng được cái thu hút và lợi nhuận, lòng tham của chúng ta để chúng ta nhập hàng của họ. Và sau khi chúng ta nhập hàng rồi thì chúng ta không bán được hàng, dẫn đến hàng tồn, và chúng ta sẽ bị cạnh tranh về giá rất là nhiều nếu mà nhà cung cấp đó không bảo vệ đại lý về chính sách giá. Và đây là một cái kinh nghiệm nhỏ trong vấn đề nhập hàng. Bạn hãy lưu ý giá niêm yết đề xuất của hãng, giá thị trường như thế nào và giá nhập của bạn như thế nào, thì bạn hãy cân đo đong đếm xem cái doanh thu và lợi nhuận của bạn có phù hợp hay không. Nếu bạn thấy video này hay, hãy đăng ký kênh và share cho ai đó mà bạn cảm thấy cần. Cuối video thì mình có một món quà tặng cho bạn, đó là nếu mà bạn muốn khởi nghiệp trong cái ngành bán lẻ này thì mình có một cuốn ebook, mình để đường link ở dưới để các bạn tải về, là 100 cái chiến lược bán hàng và marketing đơn giản hiệu quả dành cho ngành bán lẻ hoặc là những ngành khác đều bạn đều có thể áp dụng được, cực kỳ đơn giản. Đó là những cái kinh nghiệm mà mình tích lũy được, hy vọng bạn sẽ thực hiện thành công cái cuộc khởi nghiệp về cái ngành bán lẻ của mình. Xin chào và hẹn gặp lại bạn.